Ở vụ mì đông xuân 2022-2023, thời tiết bất lợi ngay từ đầu vụ. Để đạt hiệu quả canh tác cao, hạn chế tối đa tác hại của bệnh khảm lá khoai mì, bà con cần chú ý điều gì trong canh tác? Những nội dung này sẽ được tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa phân tích cụ thể trong chương trình canh tác thông minh ngày 8 tháng 1 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.